Chào mừng các em đến với tiết học online của trường Trung học cơ sở Lê Tấn B. Môn đã số 7, chương 3 ôn tập về thống kê. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại kiến thức của bài cũ. Nối mỗi cột ở phần bên với mỗi phần ở cột tương ứng để được câu đúng. Các em đọc và trả lời kết quả trong vài phút. Kết quả như sau: 1D, 2E, 3A, 4F, 5B, 6G, 7C. Chúng ta qua phần tiếp theo. Tiết 46, ôn tập chương 3. Trong chương 3 các em đã học được những kiến thức gì? Phần số 1. Các kiến thức đã học như sau: thu thập số liệu thống kê, tần số, bảng tần số, biểu đồ, số trung bình cộng, mod của dấu hiệu. Chúng ta sang phần 2, tóm tắt kiến thức. Khi điều tra về một dấu hiệu, chúng ta sẽ thu thập được số liệu thống kê. Từ việc thu thập số liệu, ta lập được bảng số liệu, tìm các giá trị khác nhau, tìm các tần số của mỗi giá trị. Từ đó ta lập được bảng tần số. Từ bảng tần số ta dựng được biểu đồ và tìm được số trung bình cộng, mod của dấu hiệu. Và cuối cùng ta rút ra được ý nghĩa của thống kê trong đời sống. Chúng ta vào qua phần thứ hai, bài toán. Bài số 1. Điều tra năng suất lúa tại 30 hợp tác xã trong một huyện, người ta ghi lại được bảng sao, tính theo tạ trên hecta. Dựa vào bảng số liệu, các em lần lượt trả lời các câu hỏi. A. Dấu hiệu điều tra là gì? B. Lập bảng tần số. C. Dựng biểu đồ đoạn thẳng. D. Tính số trung bình cộng và tìm mod của dấu hiệu. Hướng dẫn giải như sau. Câu A, dấu hiệu điều tra là năng suất lúa tại 30 hợp tác xã trong một huyện. Từ bảng số liệu ta lập được bảng tần số. Từ bảng tần số ta vẽ được biểu đồ đoạn thẳng tương ứng. Ta tính được số trung bình cộng và mod của dấu hiệu. Chúng ta qua bài số 2. Lan và Hạnh, bạn nào sẽ được khen thưởng nếu điểm tổng kết các môn học trong học kỳ 1 của hai bạn như sau? Với bảng số liệu tương ứng thì kết quả xếp loại của Lan đạt học lực trung bình, Hạnh học lực khá, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Thì như vậy trong học kỳ 1 bạn Hạnh sẽ được khen thưởng. Qua các bài tập trên, em hãy cho biết ý nghĩa của thống kê trong đời sống hàng ngày. Ý nghĩa qua nghiên cứu phân tích các thống kê, các thông tin thu thập được, khoa học thống kê cùng các khoa học khác giúp ta biết được tình hình các hoạt động, diễn biến của các hiện tượng. Từ đó dự đoán các khả năng có thể xảy ra, góp phần phục vụ con người ngày càng tốt hơn. Chúng ta qua bài tập số 3. Điểm kiểm tra 45 phút môn toán của lớp 7A và 7B được ghi lại như sau. Bảng số liệu màu xanh tương ứng của lớp 7A, màu đỏ tương ứng của lớp 7B. Dựa vào bảng số liệu, các em trả lời các câu hỏi. Câu 1, điền nội dung thích hợp vào dấu chấm. Số 1, dấu hiệu điều tra là gì? 2, đơn vị điều tra. 3, số các giá trị của dấu hiệu. 4, các giá trị khác nhau của dấu hiệu.
dấu hiệu điều tra tương ứng của hai lớp là điểm kiểm tra. Đơn vị điều tra tương ứng là học sinh. Số các giá trị của dấu hiệu: lớp 7A 45, 7B 30. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 7A 9, 7B 7. Chúng ta qua câu hỏi số 2. Câu A, lập bảng tần số. Câu C, dựng biểu đồ động thẳng. Bảng tần số tương ứng của lớp 7A và 7B. Dựa vào bảng tần số tương ứng của hai lớp, ta lập được các biểu đồ đoạn thẳng tương ứng. Câu số 3, tính điểm trung bình của mỗi lớp. Từ bảng tần số ta tính điểm trung bình của lớp 7A tương ứng là 7,0. Điểm trung bình của lớp 7B là 7,0. Em hãy so sánh kết quả học tập của hai lớp. Trong trường hợp nào người ta dùng số trung bình cộng để so sánh? Người ta dùng số trung bình cộng để so sánh các dấu hiệu cùng loại khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng cách không chênh lệch không lớn. Chúng ta sang bài tập số 4. Một cửa hàng bán áo ghi lại số áo đã bán cho nam giới như sau. Bảng tần số. Điều mà cửa hàng này quan tâm là gì? Trong trường hợp này, cỡ áo nào bán được nhiều nhất sẽ là đại diện chứ không phải là số trung bình cộng. Chúng ta qua phần cuối cùng, hướng dẫn về nhà. Ôn tập lý thuyết theo bảng hệ thống ôn tập chương mà các câu và các câu hỏi ôn tập trong sách giáo khoa trang 22. Xem lại các bài tập đã sửa. Bài tập về nhà, bài 20 sách giáo khoa trang 23, bài 14, 15 sách bài tập trang 7. Tiết học đến đây là kết thúc. Chúc các em học sinh sức khỏe và học tập tốt.